Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Muội Audio. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ muội nhé. Hôm nay, muội sẽ review tiếp phần 164 của bộ truyện Phế vật 3 năm lột xác trên con đường trở thành cường giả ở tập trước. Dương Khai sau khi phá vỡ đại trận trung khu của Huyết Yêu Thần Cung đã gây ra hiệu ứng thiên địa vĩ lực ở Huyết Yêu Động Thiên sụp đổ, hãy cùng muội đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện nhé. Ở bên ngoài Huyết Yêu vực, Huyết Yêu Động Thiên sắp sụp đổ rồi sao? Sao lại đột ngột như vậy chứ? có thứ gì đó xuất hiện kìa. Chỉ thấy trên bầu trời huyết yêu vực, bên trong vết nứt không gian khủng bố vô số yêu thú đồng thời bay ra. Nguyệt Hà ánh mắt như lạc đi, nàng vô cùng lo lắng cho Dương Khai, ngay cả yêu thú cũng xông ra rồi, huyết yêu động thiên sắp sụp đổ thật rồi. Mà cùng lúc đó trên bầu trời của huyết yêu động thiên, Linh Châu mang theo Định Phong thành bị hút vào vết rách không gian, cái chết đã đến gần với tất cả mọi người ở đây, mấy năm nay được chư vị giúp đỡ là vinh hạnh của tiếp thân. Cực khổ cho chư vị rồi. Thành chủ đại nhân nặng lời rồi, chẳng qua là ta làm trong phận sự của mình thôi, thành chủ đại nhân vì định phong thành hao tổn tâm tư, khiến tôi vô cùng kính phục. Đường đến hoàng tuyền có chư quân bầu bạn, vẫn có thể xem là một chuyện tốt, đúng lúc này một thân ảnh lóe lên đứng lơ lửng trên bầu trời. Dương Khai chống nạnh nở một nụ cười, đường đến hoàng tuyền có gì vui chứ, thế giới rộng lớn như vậy, chư vị nên trân trọng cuộc sống cũng hưởng vui thú của thế gian mới phải. Dương huynh, sao huynh quay về rồi vậy? Ta không quay về vậy ai cứu các vị đây, ta đã lấy được bí thuật có thể giúp các vị giải trừ huyết đạo cấm chế trong cơ thể rồi. Cái gì? Trời không tuyệt đường con người mà, ông trời có mắt ha 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 ha, đừng vui mừng quá sớm, bây giờ có một chuyện khó làm, nhân số định phòng thành không ít, để phát huy bí thuật đó phải tốn chút thời gian, nếu từng người tới một ta sợ là không kịp. Thành chủ, ta có một thế giới có thể thu nạp toàn bộ linh châu, chỉ cần khí tức của huyết yêu động thiên không tiêu tán quá nhanh. Ta có thời gian có thể từ từ giải cứu, chỉ là ta không chắc chắn có thể bảo tồn sức mạnh thiên địa của vùng đất này được lâu hay không thôi." Mặc Ni hai mắt tràn đầy hy vọng, "Ta và nhân dân của Định Phong thành đồng sinh cộng tử, nếu đã có cách này vậy mong Dương tiên sinh nhanh chóng thực hiện, được, mong chư vị chờ đợi." Thần niệm Dương Khai tỏa ra bao phủ toàn bộ Định Phong thành, huyền giới chao lóe lên một cánh cửa thông đạo thu toàn bộ Định Phong thành vào bên trong. Bên trong tiểu huyền giới, sức mạnh thiên địa và khí tức của huyết yêu động thiên đang tiêu tán chỉ có thể thông qua con người để khống chế, Dương Khai ngay lập tức đánh xuống cấm chế bao bọc lấy Linh Châu Định Phong Thành vào bên trong. Theo thời gian trôi qua, Dương Khai ngã vật ra đất, thần hồn chi lực đã hao tổn quá nhiều, nếu không phải mình có thần liên không ngừng sưởi ấm, chỉ sợ lúc này đã dầu cạn đèn tắt rồi. Có điều phải bảo vệ thật tốt sức mạnh thiên địa của huyết yêu động thiên, như vậy võ giả Định Phong Thành mới có thể tạm thời không lo lắng về huyết đạo cấm chế. Mạc Ni thấy Dương Khai xuất hiện liền tiến lên vô cùng cảm kích may mà có dương huynh đệ toàn bộ người dân của định phong thành ta mới có thể được bảo toàn. Mặc thành chủ, bây giờ huyết yêu vực đang hỗn loạn, sau khi ta an định nó lại sẽ tới giúp các vị giải trừ huyết đạo cấm chế trong cơ thể. Dương tiên sinh có việc bận, thiếp thân sẽ tự mình lo liệu định phong thành. Ơn tái tạo của tiên sinh trên dưới định phong thành ta cảm kích bất tận, tạm biệt. Dương khai xếp bằng ngồi xuống một bãi đất ở huyết yêu vực, không ngờ tiểu huyền giới sẽ chủ động hấp thu sức mạnh thiên địa phát tán ra từ trong linh châu. Nghe nói trước khi những người mạnh của động thiên phúc địa chết đều sẽ chọn tọa hóa tại tông môn của mình, tiểu càn khôn của bản thân tiêu tán sức mạnh thiên địa có thể gia tăng di sản của nơi mình ở. Trải qua vô số năm tháng tích lũy, sức mạnh thiên địa trong những động thiên phúc địa đã cô động lại vô cùng dày đặc, mới có thể có quy mô như ngày hôm nay. Tốt xấu gì tiểu huyền giới cũng là một thế giới, có thể hấp thu sức mạnh thiên địa của thế giới khác cũng không quá kỳ lạ. Sớm biết như vậy trước đây sau khi giết mấy khai thiên cảnh đó mình nên ném thi thể của chúng vào tiểu huyền giới, như vậy có thể khiến tiểu huyền giới hấp thu sức mạnh thiên địa của tiểu càn khôn trong cơ thể bọn chúng rồi. Có điều bây giờ mới hiểu cũng không quá muộn, toàn bộ huyết yêu vực đa số đều là linh châu, những thứ này đều là vật vô chủ, nếu mình có thể thu thêm nhiều chút vào tiểu huyền giới nhất định có thể tăng cường rất nhiều cho tiểu huyền giới. Tâm động không bằng hành động, Dương Khai bay lên lướt qua một vòng, hắn dừng lại tại một linh châu lớn nhất cái này lớn nhất xứng với tiểu huyền giới của ta thần niệm tỏa ra định thu linh châu vào bên trong tiểu huyền giới thì chuyện gì thế này khí cùng bạo này ở đâu ra vậy mặt đất nứt toác từ bên dưới lòng đất bùng lên một cỗ khí tức cùng bạo khiến cả người dương khai khẽ run lên vì huyết đạo cấm chế võ giả của huyết yêu động thiên không thể sống sót trên những linh châu này phải không có người mới đúng bỗng một tia sáng từ bên dưới bắn ra tấn công dương khai sơ ý rồi một bóng đen nhanh chóng bay lên tấn công dương khai đây là thất phẩm yêu thú kim lang vương, tròi tròi, tìm mãi không thấy giờ thì tự dâng đến giỏi. Thất phẩm yêu thú kim lang vương ư, trong cơ thể của gia hỏa này chính là nội đan thất phẩm kim hành đấy, he he he, mày xong gọi. Huyết yêu động thiên sụp đổ, kim lang vương này bị thương không nhẹ, lúc này không giết thì còn đợi đến lúc nào nữa. Dương khai thả người bay lên, trong tay lấy ra một viên hạt châu chính là ngưng tụ công kích toàn lực của lan bà chủ mà trước khi vào huyết yêu động thiên nàng đã ngưng luyện cho hắn một chỉ vừa ra huyết yêu lang vương vốn đã bị thương giờ lại càng thê thảm dương khai trong tay thương long nhanh chóng đâm thẳng xuống đầu của nó phá cho ta gào bùm đầu lang vương nổ tung dương khai ngay lập tức móc lấy nội đan của nó quả nhiên là thất phẩm kim hành nội đan đúng lúc này một thân ảnh mặc áo bào đỏ bay tới ta còn hỏi là ai gây ra động tĩnh lớn như vậy thì ra lại là tiểu tử nhà ngươi à giao nội đan ra đây lão phu sẽ tha cho ngươi không chết ngươi muốn thì cứ lấy đi đi Dương Khai vung tay ném một viên hạt châu bay qua cho lão già, lão già giật mình vội đưa tay túm lấy. Nhưng mà khi nhìn lại hạt châu trong tay lão chỉ là một cục tròn tròn đen xì như cục đất nung, tiểu tử dám chơi ta, anh Khai ném ra cục đất nung đã hóa thành tia sáng bay đi mất. Hồng lão già trong lòng căm tức nhưng vẫn chưa vội đuổi theo, mà Dương Khai sau khi bay đi, trước mặt hắn xuất hiện một tấm lưới lớn bao phủ kín bầu trời, hừ, một màn chắn nhỏ bé cũng đòi ngăn được Dương ra ngươi sao, nguyệt nhận phá cho ta nhưng nguyệt nhận khi công kích đến tấm lưới lại chẳng có chút tác dụng nào màn chắn này là chuyên môn chống đối không gian pháp tắc lẽ nào là trợ thủ do lão gia hỏa kia gọi đến ư dương khai giật mình quay đầu nhìn về phía sau tôn giá là ai sao lại cản đường ta chứ ta nhận lời nhờ vả của bằng hữu ngăn cản một tiểu tử chạy trốn ở nơi này có lẽ chính là ngươi nhỉ ta chính là chấn đường ti sứ dưới trướng lan phu nhân đệ nhất trạm hiện giờ phải đi tìm lan phu nhân phục mệnh mong tôn giá mau chóng thả ta rời đi nếu không phu nhân trách tội sợ là không dễ xử lý đâu cái gì lan phu nhân ư ngươi là người của đệ nhất trạm ư có gì làm chứng không lão bất tử hồng lão làm cái quái gì vậy vậy mà lại dám đuổi theo người của đệ nhất trạm nếu để bị mụ điên lan u nhược biết được thì sao ổn được chứ dương khai ném tới một tấm lệnh bài thủ lệnh của phu nhân ở đây sợ là ngươi có mắt không chồng không nhận ra được tên này vừa cầm tấm lệnh bài mặt đã đen lại vô cùng khó coi hơi thở thần hồn cường đại quá đúng là lệnh bài của đệ nhất chạm không sai rồi. Tiểu huynh đệ lượng thứ, tất cả những gì sai trái lúc trước đều chỉ là hiểu lầm, mong đừng trách tội, coi như người có mắt. Tiểu huynh đệ, nếu đi tìm Lan Phu Nhân thì nên đi bên này, một ngày trước ta đã nhìn thấy Lan Phu Nhân ở hướng đó. Đa tạ, sẽ gặp lại sau, Dương Khai vừa rời đi, tên này liền lấy ra âm Linh Châu tức giận quát lớn. Lão hồ đồ nhà ngươi, người ngươi muốn ta chặn chính là chấn đường ti sứ của đệ nhất chạm, ngươi điên rồi sao hả? chấn đường ti sứ cái dám gì đệ nhất chạm chẳng qua chỉ là một khách chạm làm gì có chức vị như chấn đường ti sứ chứ cứ cho không phải chấn đường ti sứ hắn cũng là người của đệ nhất chạm hồng lão ta khuyên ngươi vẫn là dừng tay sớm đi miễn cho tự hủy đồ chuột nhát không làm được gì hết nhớ lại khi trước tiểu tử đó sau khi cướp được thi thể kim ô đã trốn ở đệ nhất chạm lẽ nào hắn đã quy nhập dưới trướng lan phu nhân từ khi đó sao nếu như tiểu tử đó thật sự là người của đệ nhất chạm có lan phu nhân bao che Nội đan đó sợ là vô duyên với ta rồi. Không cần biết thế nào, miếng thịt béo này không thể miễn phí cho tiểu tử đó được, lão già lại lấy ra một âm linh châu bắt đầu truyền tin đi. Cùng lúc đó huyết yêu vực trên một phế thổ, anh khai lúc này đang trốn sau lớp đất chờ đợi, rõ ràng ta đã liên hệ với Nguyệt Hà, cô ta sao vẫn chưa đến đón ta chứ, chắc không phải bị lạc đường chứ. Nhưng mà lời vừa dứt thì thì một con thuyền đã đáp xuống, thiếu gia, thiếu gia ở đâu, ta đến rồi đây, ở đây. Nguyệt Hà ngoảnh đầu nhìn về hướng Dương Khai, ánh mắt nàng như lạc đi trong lòng đau xót, thiếu gia, sao ngài lại bị thương đến mức này chứ? Ta vừa đấu với yêu thú vừa bị người đuổi đánh, có thể giữ được một hơi thở đã là không tồi rồi, thiếu gia giữ lại chút sức lực đi, hiện giờ ta dẫn người về tìm Lan Tỷ. Một lúc sau trên thuyền tầng, chắc là tiểu tử ngươi đã gây ra không ít phiền phức trong huyết yêu động thiên nhỉ, bà chủ, ta đã gặp một người tên là Hắc Nha Thần Quân trong huyết yêu động thiên. Chuyện này ta biết, Bây giờ cửa vực ở huyết yêu động đã hoàn toàn bị phong tỏa, các đại động thiên phúc DIN đều đi tìm tung tích của người này. Nếu đã có các đại động thiên phúc địa dẫn đầu đối phó hắc nha thần quân thì ngày tháng của lão cẩu này chắc không còn được lâu nữa đâu. Đúng rồi bà chủ, bà có biết người của lang nha phúc địa ở đâu không? Lúc huyết yêu động thiên sụp đổ nhược tích đã đi với cố phán, không biết giờ họ thế nào rồi nữa. Người của lang nha phúc địa đã rời đi hết trong một ngày rồi, giờ ngươi muốn tìm họ thì phải tới tận lang nha phúc địa, được thôi vốn còn muốn chào hỏi nhược tích, nhưng giờ xem ra là không được rồi, sau này chờ có cơ hội vậy. Lan U nhược khẽ vuốt lọn tóc mai ánh mắt có chút thầm ý lại có chút u oán tiểu tử, tạm thời không nói đến lang nha phúc địa, ngươi nói cho ta biết về âm dương động thiên trước đi. Âm dương động thiên gì cơ, âm dương động thiên làm sao cơ, nhìn anh khai bày ra cái bộ mặt vô tội khiến Lan U nhược khẽ mím chặt môi thơm không biết nên trách móc hắn thế nào. Nàng thở dài, có người tới tìm ta cầu thân, muốn ngươi vào làm rể âm dương động thiên đó, cái gì cơ, cầu thân á, làm rể á, đùa cái gì vậy trời. Ta nghe người ta nói ngươi qua lại gần gũi với khúc hoa thường của âm dương động thiên đúng không hả, khúc sư tỷ có ơn cứu mạng với ta, bốn mắt nhìn nhau, sau cùng u nhược vẫn là thở dài. Khúc nha đầu đó không tệ, nhưng nó là đệ tử nòng cốt của âm dương động thiên, sau này có khả năng sẽ kế thừa vị trí tông chủ của âm dương động thiên, nó đã nhìn chúng ngươi với ngươi chắc cũng không phai chuyện tốt gì. Bà chủ yên tâm, chuyện này ta tự giải quyết rõ ràng, được thôi, chuyện tới đây thôi, chúng ta nên về rồi. Một hồi sau Tiểu Huyền giới phủ thành chủ Định Phong Thành, tắm trước cho thoải mái đã, là lúc mang theo người của Định Phong Thành đi gặp bà chủ rồi. Chư vị, lần này ta tới là muốn các vị giải trừ cấm chế huyết đạo sau đó đưa mọi người đi gặp một vị cố nhân, có phải Lan tỷ tỷ không? Không sai, nơi này không thể dung nạp thêm cường giả khai thiên cảnh vào nữa, thế nên chỉ đành đưa các ngươi ra ngoài gặp bà ấy thôi sau khi giải trừ xong cấm chế trong căn phòng thuyền lâu của đệ nhất trạm cốc 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 vào đi lan tỷ tỷ nguyệt hà sư tỷ nhiều năm không gặp hai người vẫn khỏe chứ mặc ni hai người cùng lúc đứng bật dậy ánh mắt run run trở nên long lanh ngập nước vì kích động mặc ni vành mắt đỏ ứng nhẹ nhàng tiến lên tham kiến lan sư tỷ nguyệt hà sư tỷ hai người sao hai người lại ở đây không phải trên người ngươi có cấm chế huyết đạo của huyết yêu thần quân cấy vào sao cũng nhờ có dương tiên sinh lấy được bí thuật giải trừ cấm chế huyết đạo từ tay hắc nha thần quân bọn muội mới được thoát thân được 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 ra đây được là tốt là tốt rồi sáng sớm hôm sau phòng dương khai vừa sáng sớm thành chủ đã tới tìm ta là có chuyện gì vậy ta tới là để cảm ơn dương tiên sinh lần này ơn của dương tiên sinh bọn ta cảm kích vô cùng mặc thành chủ nặng lời rồi chuyện này với ta cũng chỉ như dơ chân nhấc tay thôi không đáng nhắc đến nhưng thiếp thân có một lời thỉnh cầu không hợp lý Ta nghe Lan tỷ tỷ nói trong tay tiên sinh có một nơi gọi là Linh Châu hư không địa đúng không? Đúng vậy. Huyết yêu động thiên thiên đã bị hủy, bây giờ, bây giờ bọn ta cũng không còn nơi nào để đi, không biết Dương tiên sinh có thể thu nhận bọn ta vào hư không địa không? Nói thu nhận gì chứ, chư vị muốn gia nhập hư không địa ta cầu còn không được, hư không địa bây giờ thiếu nhân lực, mà đám người mặc ni lại đều là khai thiên cảnh, họ tham gia vào thì ta hời quá đi chứ, he he he. Tham kiến tông chủ, không cần khách sáo, chúng ta sau này cũng là người một nhà rồi. Ba ngày sau, khi thuyền lâu của đệ nhất trạm đang bay đi thì bị một đoàn thuyền khác bao quanh, người kia dừng bước, dừng thuyền tiếp nhận kiểm tra. Chuyện hắc nha thần quân dành cơ thể đã truyền đi khắp nơi, đám người này chắc là làm vậy vì lục soát hắc nha thôi. U nhược cũng từ trong phòng bước ra, mặc ni đâu rồi, bà chủ yên tâm, để tránh phiền phức ta đã thu họ vào tiểu huyền giới rồi. Từ chiến thuyền ở trung tâm bay ra vài thân ảnh, sao đi đâu cũng gặp phải người thế, ồ, nhìn thấy Lan sư muội có sức sống như vậy là sư huynh yên tâm rồi. Tam kiến mâu sư huynh, Lan sư muội, ta làm theo việc công mong thứ lỗi cho, ta hiểu, mâu sư huynh cứ tự nhiên. Lục soát cho kỹ, không được bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào, một đám quân binh bay lên thuyền lâu của đệ nhất trạm tiến hành kiểm tra. Đám người đáp xuống đệ nhất thuyền, một tên trong đó tiến lên phía trước, ngươi là Dương Khai phải không? Đúng vậy, không biết tôn giá là ai, có gì chỉ giáo ta là khổng phong minh chủ của thiên kiếm minh nghe nói cậu giết mấy đệ tử xuất sắc của thiên kiếm minh ta trong huyết yêu động đúng không u trà thì ra người là minh chủ của thiên kiếm minh à mấy đệ tử đó của người ở trong huyết yêu động thấy của thay lòng ỷ đông hiếp yếu chết là đáng tội từ xưa đến nay giết người đền mạng ngươi giết đệ tử hạch tâm của thiên kiếm minh ta bổn tọa có phải nên giết ngươi báo thù rửa hận không từ xưa đến nay giết người đền mạng ngươi giết hắn đền mạng ta giết cả thiên kiếm minh ngươi đền mạng một cỗ sát ý từ trong cơ thể u nhược bùng lên ánh mắt nàng vô cùng lạnh lùng cùng sắc bén lan phu nhân thanh uy quán nhĩ khổng mỗ nể mặt phu nhân chỉ cần dương khai bằng lòng bồi thường thất phẩm kim hành nội đan cho thiên kiếm minh chuyện này có thể bỏ qua thế nào hả ta không có thất phẩm nội đan gì đó khổng minh chủ tại sao lại vu khống cho ta chứ ta nói mấy đệ tử thiên kiếm minh đó tại sao hành sự bỉ ổi thì ra trên không chính dưới không ngay à ta nghe nói dương huynh đệ có ý thành tựu thượng phẩm khai thiên nếu luyện hóa kim hành nội đan đó nữa chỉ e cách tấn thăng cũng không xa nữa nhỉ. Ở trước mặt người của động thiên phúc địa vạch trần ta, hắn đang cố ý khiến mọi người thù địch ta sao. Lời vừa dứt một lão già đứng ở phía sau liền bước lên, tiểu tử giao nội đan ra đi. Lão cầu ngông cuồng, người của ta ông cũng dám động sao, lan u nhược, ngươi cũng hiểu rõ, thất phẩm nội đan tuyệt đối không thể ở trên người tên nhóc này, ta khuyên ngươi đừng tự làm lỡ mình. Muốn đánh nhau bổn cung chiều, như chuyện gì chứ, ánh mắt của dương khai co lại không ổn nếu thật sự xảy ra xung đột với mấy người này bà chủ họ người ít đấu không lại tuyệt đối sẽ bị thiệt không khí vô cùng căng thẳng bỗng âm thanh của vị thống lĩnh đại chiến thiên vang lên tiểu tử trên người ngươi có phải có thất phẩm nội đan không hả không có dương khai vô cùng dứt khoát trả lời ừ nếu không có vậy thì không có chuyện gì nữa các người đi đi mao huynh trên người tên này chắc chắn có thất phẩm nội đan tuyệt đối không thể để hắn cứ như vậy đi được nếu không sau này nhất định sẽ thành họa lớn, không cần nói nhiều, thả đi. Nhìn đoàn người của đệ nhất chạm rời đi, lão già không nhịn được lên tiếng, mau huynh, nghe nói mấy đệ tử đại chiến thiên huynh có chút giao tình với Dương Khai trong huyết yêu động thiên nhỉ. Chữ huynh có rảnh chú ý mấy đệ tử đại chiến thiên ta, chi bằng nghĩ cách tìm ra tung tích của hắc nha thần quân đó. Hay cho một Dương Khai, đừng xem bây giờ nhiều người bảo vệ ngươi như vậy, nhưng nếu ngươi thật sự dám thành tựu thượng phẩm khai thiên, nhất định sẽ bị mọi người phản bội ở trên thuyền lâu của đệ nhất trạm u nhược có chút tò mò nhìn dương khai ngươi từng liên lạc với đại chiến thiên sao có lẽ là do ta từng cứu mấy đệ tử của đại chiến thiên trong huyết yêu động người của đại chiến thiên chính trực ngươi cứu đệ tử đại chiến thiên mâu ngọc đó giúp ngươi cũng có thể hiểu được thiếu gia người thật sự có được một viên thất phẩm kim hành nội đan ư đúng vậy ta dùng thần thông châu của bà chủ may mắn giết một con yêu thú thất phẩm cái gì ngầu quá trực tiếp thành tựu thượng phẩm khai thiên ngươi đây là định một bước lên mây à? he he, bạch thất vung chân đá tới người dương khai, ta né ta né. nhìn hai người có tâm tư đùa nghịch, hai người nguyệt hà cùng lan u nhược lại nhìn nhau thở dài. hai, con đường phía trước gian nan. phải rồi bà chủ, đây là khai thiên đan ta lấy được từ trong càn khôn lưu trong huyết yêu động thiên, bà chủ xem thử có tác dụng với người không? ồ, cậu lại tìm được thứ này ư? chỉ là có tâm ma đại thệ, thứ này không có tác dụng với ta, tự cậu giữ lại đi. Vừa nhắc tới Dương Khai ánh mắt đã lạnh đi cắn chặt hàm răng, chờ ta tấn thăng khai thiên nhất định phải tiêu diệt Kim Hồng Châu và Sâm La Đàn, giải tâm ma đại thệ của bà chủ. Ba tháng sau trong hư không, ba tháng rồi sao chúng ta còn chưa đến Thiên Ô vực vậy? Lan tỷ tỷ nói đưa chúng ta về hư không địa trước, sau đó họ mới chuyển đường về Thiên Ô vực để nhất chạm thiếu ra uống ly trà trước đi. Bà chủ sợ mấy người đó sẽ còn đến gây phiền phức cho ta mới hộ tống chúng ta đây mà, trà tốt, ta đi xem bà chủ thế nào. Bên trong phòng Lan U Nhược, bà chủ, anh đầu bếp cùng lão Thu Ngân cũng nên tấn thăng khai thiên cảnh rồi, thiên nguyên chính ấn đan này chắc họ có thể dùng đến. Vậy ta không khách sáo với ngươi, chờ sau khi đầu bếp và kế toán tấn thăng khai thiên sẽ bảo họ cảm ơn ngươi. Cảm ơn gì chứ, cũng không phải người ngoài, ta còn chưa kịp cảm ơn họ đây. Ánh mắt U Nhược nhìn Dương Khai trở nên nhu hòa, sau khi trở về có dự tính gì không? Luyện hóa kim hành nội đan sao? Ừm. Nên làm vậy nhưng sau khi người luyện hóa cũng đừng vội xuất quan bế quan củng cố tu vi cho tốt như vậy thường xuyên luyện hóa thượng phẩm tài nguyên ta sợ sau này cậy căn cơ không vững bà chủ nói đúng tiến độ tu luyện quá nhanh quả thật chưa hẳn là việc tốt gì nhiều ngày sau đoàn người đã về đến bên ngoài hư không địa đại trận thế này biến ảo khó lường cho dù là ta cũng không nhìn thấu vô lượng đại sư quả nhiên công lực bất phàm cố gắng vận hành tốt nơi này ngày sau chưa chắc đã không phải là một động thiên phúc địa tiếp theo vô lượng đại sư bố trí đại trận này đổi thành cửu trùng thiên bao gồm mê trận huyễn trận sát trận khốn trận bên ngoài không nhìn ra có gì khác lạ đi vào trong mới biết điều huyền diệu bà chủ mời ta sẽ không vào đâu chuyến này ta đã rời đệ nhất sạn quá lâu rồi không nên tiếp tục chậm trễ nữa ngươi phải nhớ kỹ lời ta quay về thì cố gắng tu luyện ta đã nhớ bà chủ yên tâm một hồi sau bên trong đại điện nhị tổng quản những ngày ta rời đi thu chi của hư không địa thế nào rồi Hồi tông chủ, thu nhập của hư không địa cực kỳ khả quan, hử, ừ, nói ta nghe thử xem. Bây giờ khoản thu lớn nhất của hư không địa chính là hồ lô đằng mà Trần Tiên Sinh trông coi. Hồ lô đằng đó gần như mỗi tháng đều có thể thu hoạch âm dương ngũ hành chi lực một lần, không chỉ thuộc tính đầy đủ hợ nữa phẩm chất cũng đều là ngũ phẩm. A phi vất vả rồi, không dám không dám, cố gắng vì tông chủ là bổn phận của bọn ta. Bỗng biện vũ tinh quỳ dạp hai chân xuống đất, tông chủ, Đệ tử có thể luyện hóa tài nguyên ngũ phẩm trong hư không địa không nhiều, mà người cần tam tứ phẩm lại không ít, vì vậy thuộc hạ đã tự ý quyết định đổi một bộ phận tài nguyên ngũ phẩm thành tam tứ phẩm, nếu có chỗ nào không ổn xin tông chủ trách phạt. Nhị tổng quản làm rất tốt, ta cảm ơn còn không kịp lý nào lại trách phạt ngươi chứ, đứng lên đi, ngoài ra. Bên trong hư không địa trừ khoản thu từ hư không địa ra thì chính là linh quả thu hoạch từ các vườn quả. Diệu đan đại đế tuy đang thôi diễn ra đan phương của khai thiên đan, nhưng vì đại đế cần bế quan tu hành do đó tiến độ không nhanh. Chuyện đan phương ta đã giải quyết, sẽ đưa cho đại đế sau để hắn dễ bề luyện chế. Đúng rồi tông chủ, lúc trước có một tứ phẩm khai thiên tên Vân Tinh Hoa tới hư không địa, nói là tông chủ bảo hắn tới quản lý tinh thị ở hư không vực, thu hoạch của bên đó cũng rất tốt. Vân Tinh Hoa đó đúng là do ta bảo hắn tới, nhưng người này rốt cuộc vẫn là người ngoài, khó ủy thác trọng trách, ngày sau chờ tinh thị hư không vực phát triển lên, Ngư Long Hỗn Tạp chí ít cũng cần một vị lục phẩm khai thiên tọa chấn mới được, bây giờ xem ra Mạc Ni là một lựa chọn tốt. Đại nhân, để ta tới tinh thị đi, bây giờ ta là ngũ phẩm khai thiên, đi tinh thị thì vân tinh hoa cũng không dám làm cả đâu. Không cần, người ta mang tới lúc trước hoàn toàn không hiểu gì về càn khôn chi ngoại và khai thiên cảnh, còn cần cô mất công dạy dỗ. Tông chủ, bây giờ thuộc hạ một mình quản lý việc vận hành hư không địa đã có phần lực bất tòng tâm. Nếu có thể thì xin tông chủ thành lập trưởng lão các, nếu có đại sự có thể triệu tập các trưởng lão cùng thương nghị quyết sách. đây là một ý hay, nhị tổng quản có ý kiến gì không? những ngày qua thuộc hạ được trần tiên sinh và lưu cô nương tương trợ rất nhiều, thuộc hạ cảm thấy hai người bọn họ có thể vào trưởng lão các trở thành những trưởng lão đầu tiên của hư không địa. vậy thì cứ làm theo lời của nhị tổng quản đi, nếu có việc khó giải quyết ba người cứ bàn với nhau, thiểu số phục tùng đa số. Xin tông chủ yên tâm, bọn ty chức nhất định dốc hết tâm sức bảo đảm hư không địa ngày càng phát triển, không dám lơ là. Ngày càng phát triển là thế tất yếu, nhưng hư không địa có 60 vạn người, chờ bọn họ ngưng luyện ra đạo ấn chỉ dựa vào chút tài nguyên của hư không địa hiện giờ chỉ e là không đủ. Tông chủ, vấn đề này thuộc hạ cảm thấy chúng ta có thể để các đệ tử xuất phát ra ngoài lịch luyện, gia tăng kinh nghiệm thực chiến đồng thời tìm kiếm tài nguyên. Ngoài ra, thuộc hạ cảm thấy trong hư không địa có thể thiết lập chế độ cống hiến giống các tông môn khác, định ra rõ ràng cho các loại tài nguyên tu luyện các đệ tử nếu muốn có được tài nguyên mình cần thì có thể dùng điểm cống hiến của bản thân để đổi lấy. Tốt tốt tốt, ta có nhị tổng quản, hư không địa còn mối lo nào không giải quyết được nữa chứ. Tông chủ quá khen rồi, suy nghĩ cho tông chủ là trách nhiệm của thuộc hạ. Ừm, đây là một số tài nguyên tu luyện ta có được trong chuyến đi lần này, ngươi bảo quản trước đi. Biện vũ tinh hai mắt sáng long lanh dùng thần niệm đảo qua nhẫn không gian, u hoa, nhiều vậy sao, có những thứ này chỉ ít hư không địa có thể vận hành được 5 năm chỉ sợ không duy trì được lâu tới vậy ta dẫn một nhóm người về yêu cầu của họ về tài nguyên tu luyện e chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn các đệ tử tới từ tinh giới huyền giới châu lóe lên thả đám người mặc ni ra bên ngoài các vị đây là người của định phong thành sau này họ sẽ đều là đệ tử của hư không địa ta mặc thành chủ bây giờ định phong thành của của cô có mấy người có thể lập tức tấn thăng khai thiên vậy hồi tông chủ định phong thành ta có ít nhất hơn 300 người có thể lập tức tấn thăng khai thiên trong này có ít linh đan cô cầm lấy chia cho những đệ tử có thể tấn thăng đó, đảm bảo họ tấn thăng không lo. Đa tạ tông chủ ban ân, Dương Khai lấy ra bình ngọc, hai người trần phì cùng lưu tuyết trợn tròn mắt há hốc miệng kinh hãi. Tông chủ, thứ này, đây không phải là thiên nguyên chính ấn đan đã tuyệt tích trong lời đồn đó chứ. Tuyệt tích thì chưa đến mức ấy, lần này ta đi tinh thị của thiên điểu vực đấu giá mua được một đan phương thiên nguyên chính ấn đan, số linh đan này chính là do ta luyện chế ra. Dám hỏi vị tiên sinh này, đan dược này rất quý giá sao, Mạc Ni ở một bên thấy biểu cảm của hai người thì cũng có chút nghi hoặc. Nói thế này đi, linh gian như này nếu mà đưa lên hội bán đấu giá thì ít cũng có thể bán được một hai nghìn vạn khai thiên đan, cái gì? Dầm, Mạc Ni trong tay Bình Ngọc bỗng trở nên nặng như núi, nàng không cầm nổi ngã quỵ xuống, mà đất cũng theo đó nứt toác, tông chủ, linh đan này quá quý giá, bọn ta không thể nhận đâu. Linh đan trong nhẫn hắn cho mình không chỉ trăm viên, thế chẳng phải giá trị lên tới mấy tỷ khai thiên đan ư, chết mất thôi. Bây giờ hư không địa ta đang thiếu khai thiên cảnh, vì vậy cô không cần cảm thấy có gánh nặng tâm lý. Việc cô cần làm là cố dùng hết khả năng đảm bảo người tới từ định phong thành tấn thăng khai thiên, dạ, mặc ni nhất định không phụ ủy thác của tông chủ. Sắp xếp đã xong dương khai liền trở về phòng, phu quân một đường bôn ba vất vả rồi, sáu bà vợ cùng nhau tiến ra nghênh đón, hử, ừ, tiểu sư tỷ đã ngưng tụ đạo ấn rồi sao. Không chỉ có ta mà mọi người đều đã ngưng tụ rồi, chỉ là như mộng tỷ tỷ nói để việc tấn thăng được ổn định hơn thì còn phải chờ ngươi về mới tiếp tục tu luyện. Đúng đúng, Như Mộng làm rất tốt, nào nào, để ta kiểm tra xem đạo ấn của mọi người ngưng tụ thế nào rồi nào. Cánh cửa phòng đóng lại, sắc mặt sáu bà vợ trong nhất thời liền đỏ lên. Ai mà chẳng hiểu cái thú tính của hắn chứ, kiểm tra đạo ấn cái gì, tên khốn này lại nghĩ bậy bạ rồi. Rất nhanh sau đó, Dương Khai từ từ vén váy của bảy bà vợ đi lên. Hạ Ngưng thường là người bị thăm đầu tiên, sư đệ, không phải ngươi kiểm tra đạo ấn sao? A, à, sao ngươi lại? Ưm ừ, ưm. Lời còn chưa hết nàng đã bị vũ khí nóng của anh khai bắt đầu làm loạn, trong phòng chỉ còn lại những thanh âm nỉ non, và cứ như vậy, đại chiến 9000 hiệp nhất Long Lục Phượng bắt đầu. Không biết qua bao lâu, không biết qua bao nhiêu trận đại chiến, Dương Khai lúc này thần thanh khí sảng từ từ ngồi dậy. Như Mộng cũng ngồi dậy định mặc quần áo cho hắn thì hắn liền đặt vào tay nàng một chiếc nhẫn không gian phu quân cho mấy vị tỷ tỷ đạo nhất thần thủy là muốn bọn họ ngày sau ngưng luyện tài nguyên lục phẩm sao tấn thăng khai thiên không phải điểm cuối của võ đạo có thể có khởi điểm cao hơn sẽ giúp họ bớt được nhiều năm khổ tu như mộng mới được ăn no lấp đầy nhưng thấy hắn quan tâm hai mắt mị ý lại tỏa ra hai má ửng hồng dụ hoặc những năm qua phu quân bôn ba khắp trốn quả là đã vất vả rồi vậy như mộng đình đền bù cho ta thế nào đây dương khai cúi đầu hít hít mùi thơm trên người như mộng ai ra đúng là tên không biết ngại mà Phu quân, khó có khi ngươi về một chuyến, đi gặp A-la một chút đi. Đúng rồi, ban đầu A-la bị Trúc Tiền Bối dẫn đi bây giờ tình hình thế nào rồi. Ta cũng không rõ nữa, Trúc Tiền Bối vẫn luôn giữ cô ấy. Bọn Tô Nhan thì lần trước đã đi gặp A-la, nói trông cô ấy vẫn khỏe. Dương Khai để như mộng mặc lại quần áo cho mình sau đi ra khỏi phòng, ta bớt thời gian đi gặp Trúc Cửu Âm xem. Một hồi sau linh phong đại điện, tiền bối, tiểu tử Dương Khai mạo muội tới thăm, tiểu tử ngươi còn chưa chết sao. Tiền bối nói gì vậy chứ, dù gì tiền bối cũng là người hộ đạo của ta, sao lại trông mong ta chết chứ? Ta là người hộ đạo của ngươi không sai, nhưng cũng chỉ bảo vệ an nguy của ngươi ở ba mẫu đất này thôi, ngươi thích đi ra ngoài chơi bời. Nếu chọc vào tên nào không có mắt rồi bị giết mất thì ta có thể làm gì được chứ, nhìn thấy ngươi là bực, cút đi. Tiền bối không muốn gặp ta cũng không sao, để ta gặp A-la chắc là vẫn được chứ hả, A-la cũng đang bận, không rảnh, mau cút mau cút. A la là phu nhân của ta, đâu có lý nào ngăn trượng phu không được gặp thê tử chứ? Khách sáo với bà là nể mặt bà, bà không cho gặp chẳng lẽ còn không cho ta xông vào sao? Cút, âm bịch bịch bịch, khí thế của Trúc Cửu Âm tỏa ra đánh bay anh Khai lăn lông lốc xuống núi, anh Khai cay lắm, Trúc Cửu Âm, bà đúng là khinh người quá đáng mà. Tiểu tử, ngươi có rảnh rỗi tới làm phiền ta không bằng nghiên cứu hư không địa của ngươi, nơi này không đơn giản lắm đâu. Ồ, không đơn giản sao? Nữ nhân này lại nói mê sảng gì vậy nhỉ? bị đuổi khỏi cửa dương khai cắn răng xuống núi ở bên dưới vừa thấy hắn tiểu hồng cùng tiểu hắc đã lao tới há tròn miệng anh khai hiểu ý ném cho bọn hắn một đống long huyết đàn ao ảm ăn 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 chỉ biết có ăn đây là cái cuối cùng rồi sau này các ngươi có muốn cũng không còn đâu hai nhóc này béo lên nhiều rồi khí tức long tộc cũng nồng đậm hơn hai ngươi ở đây sống tốt quá nhỉ tạm biệt hai đứa nhóc dương khai quay trở về mật thất tu luyện hắn lấy ra viên nội đan kim hành chỉ cần luyện hóa nội đan này mình sẽ chỉ còn cách khai thiên khai một bước chân. Hắn hít một hơi thật sâu, hai tay chắp lại bắt đầu quá trình hấp thụ kim thuộc tính, nội đan thất phẩm kim hành không dễ có được, mình buộc phải nắm chắc cơ hội này. Thời gian trôi qua chớp mắt đã một tháng, bên trong mật thất, Dương Khai lúc này vẫn đang trong quá trình hấp thụ chuyển hóa kim chi lực. Trên trán hắn mồ hôi ướt đẫm, kim hành sắc bén chủ sát phạt, vậy kim hành chi lực tất nhiên cũng vô cùng sắc bén, mới rút lấy một sợi kim hành chi lực mà đã như chịu nghìn vạn đau lóc thịt. Ba tháng sau, một cỗ năng lượng chấn động từ bên trong mật thất tỏa ra, Dương Khai bật người đứng dậy, thành rồi, kim mộc thủy hỏa thổ tương sinh tương khắc lẫn nhau, đã hình thành một vòng luân hồi kỳ diệu. Đây mới là bán bộ khai thiên thực sự, mình chỉ cần bước thêm một bước nữa thì chính là khai thiên cảnh chân chính rồi. Đúng lúc này, bên trong đầu Dương Khai một âm thanh răng rắc vang lên, cái gì, sao có thể chiếu, đạo ấn của mình sao lại có một vết nứt chứ, nếu đạo ấn có vấn đề gì mình sẽ xong đời mất. Không đúng, tuy đạo ấn có vết nứt nhưng mình không hề cảm thấy một chút khó chịu nào cả, chuyện gì đang xảy ra vậy. Mặc kệ nó, giờ mượn bất diệt ngũ hành kiếm khí để tra xem đạo ấn có hoàn chỉnh hay không trước đã. Theo thời gian trôi qua, Dương Khai sắc mặt như ăn phải con ruồi đi ra khỏi mật thất, lạ thật, đạo ấn không có bất kỳ dị dạng gì. Mình tu hành một mạch tới đây cũng không có bất cứ danh sư dẫn dắt, đừng là có vấn đề thật mà mình không nhìn ra đấy chứ. Hay là hỏi Nguyệt Hà trước đi, cô ấy là lục phẩm khai thiên có lẽ sẽ biết mấy thứ này, vừa mới rời khỏi mật thất đã thấy biện vũ tinh đứng chờ sẵn ở đó. Thầy hắn sắc mặt nàng vô cùng kích động chạy tới, tông chủ, đại hỷ sự, người của định phong thành đã thăng cấp khai thiên rồi. Mấy vị khai thiên cảnh của hư không địa đã ở bên ngoài hộ pháp rồi, đi, mau dẫn ta tới xem xem. Rất nhanh sau đó bên ngoài hư không địa, Dương Khai cùng biện vũ tinh đi tới, Nguyệt Hà, tình hình bây giờ họ là gì vậy? Cung hỉ thiếu gia, họ đã thăng cấp khai thiên rồi, sau này hư không địa chúng ta đã có thêm 315 vị khai thiên cảnh rồi. Eo, hơn 300 vị sao, vậy thực lực của chúng ta há chẳng phải đã lớn mạnh vượt bậc rồi sao? Đúng rồi, chuyện này đợi chút hãy ăn mừng, ta muốn cô tới chỉ giáo cho ta chuyện này trước. Cái gì, đạo ấn của thiếu gia đã dặn nước rồi sao? Phải, theo lý thuyết mà nói đạo ấn đã dặn nứt tu vi của ta nên mất sạch mới đúng. Nhưng ta không chỉ không cảm thấy có gì bất ổn ngược lại còn thấy tự tại nữa. Thiếu gia đừng hoảng, để ta kiểm tra cẩn thận đạo ấn của người, Nguyệt Hà đưa vào người dương khai một cỗ năng lượng nhu hòa tỉ mỉ quan sát. Ta cũng không nhận ra có gì bất ổn cả, có điều, cái này có chút giống như là dấu hiệu trước khi tăng cấp khai thiên. Dấu hiệu trước khi thăng cấp khai thiên ư, lời này giải thích thế nào? Thiếu gia có điều không biết, trong khi thăng cấp khai thiên võ giả nào cũng cần phải làm vỡ đạo ấn của mình, hòa nhập con đường của mình vào tiểu càn khôn thế giới trong cơ thể mình. Còn có chuyện này sao? Đạo ấn bị giãn nứt không phải sẽ tạo ra tổn thương khó có thể bù đắp cho võ giả như ta sao? Thứ thiếu gia nói là hậu quả do ngoại lực gây ra, nhưng khi thăng cấp khai thiên mà hòa nhập con đường của mình vào tiểu càn khôn thế giới, coi như là phá vỡ rồi lại đứng lên. Khoảng cách bây giờ của ta và khai thiên còn thiếu một bước, nhưng bước này muốn bước lên cũng chẳng dễ dàng gì, tại sao đạo ấn sẽ có biến hóa nhỉ? Có lẽ, có liên quan tới tài nguyên thượng phẩm mà thiếu gia người luyện hóa từ xưa đến nay võ giả có thể luyện hóa tài nguyên thượng phẩm vô cùng hiếm có tu hành như thiếu gia không ai nói trước được sẽ xuất hiện tình huống dị thường nào đó chỉ mong là vậy theo lý thuyết mà nói khoảng thời gian tu hành chân không kỳ dài rằng giặc giữa đế tôn cảnh và khai thiên cảnh hoàn toàn có thể biến hóa ra một cảnh giới tu luyện mới ví dụ đạo ấn cảnh tại sao trước này chưa từng xuất hiện đạo ấn cảnh tầng này chứ năm sáu ngày sau Mạc Ni dẫn theo đoàn người đã tấn cấp khai thiên tập trung ở quảng trường, tham kiến tông chủ. Chúc mừng chư vị thăng cấp khai thiên, từ nay về sau đại bàng sải cánh bay cao như diều gặp gió tới 9 vạn dặm rồi. May mà có tông chủ giải trừ huyết đạo cấm chế trên người chúng ta, đưa chúng tôi ra khỏi huyết yêu động thiên, còn ban linh đan, ơn tái tạo của tông chủ chúng ta suốt đời không quên. Đều là người một nhà, không cần nói nhiều những lời khách sáo, các vị hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, đợi ta bế quan xong nhất định uống với các vị một chén sảng khoái. Tối hôm đó bên trong mật thất, Dương Khai vận dụng thổ hành chi lực trong cơ thể ngưng tụ thần thông pháp tướng, nguy nguy trường thanh, sinh tử do tầm. Ngay lập tức sau lưng hắn mộc hành chi lực liền ngưng tụ ra một cái cây, nhìn qua thì chính là cái cây trước đó khi đỡ một chùy của thổ quy cho khúc hoa thường đã xuất hiện. Đây không đơn giản là thần thông hệ mộc mà là pháp tướng thần thông cùng tầng kim ô đúc nhật. Mượn thế mà lên, Dương Khai tiếp tục vận chuyển ngưng tụ năng lực thủy hành, Thời gian nửa năm cuối cùng hắn cũng đã ngưng tụ ra thủy hành thần thông của bản thân. Hỏa hành chi lực lĩnh ngộ được Kim Ô đúc nhật, thủy hành được Nguyệt Hóa Như Thủy, đây thật sự là có đủ nhật nguyệt, chi bằng nếu có thể hợp hai sức mạnh này thành một, có phải có thể gọi được thần thông mới hay không đây. Nghĩ là làm, Dương Khai tiếp tục quá trình bế quan dài ngày vừa củng cố tu vi vừa đột phá giới hạn của bản thân. Theo thời gian trôi đi, một ngày nào đó trong hư không của hư không vực, một con thuyền lâu đang chậm rãi tiến lên. Thích sư huynh Hư không tinh thị đó thật sự có ngũ phẩm âm dương ngũ hành hoàn chỉnh có thể cho đổi sao? Chúng ta đã đi qua mấy đại vực rồi, đừng nhẫm lẫn tin tức lãng phí chuyến đi này đó. Yên tâm, tin tức không sai đâu, chỉ có điều có thể đổi được hay không phải xem bản lĩnh của chúng ta rồi. Hàn Quyết, lần này Sơn Hải các ta dùng hết đồ tích góp để đổi lấy tài nguyên âm dương ngũ hành cho con, con phải nỗ lực tu hành, không uổng kỳ vọng của mấy lão già chúng ta. Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định nỗ lực tu hành. Giống ngày thăng cấp ngũ phẩm khai thiên, tuyệt đối không dám có nửa chút lười biếng. Đúng lúc này, bỗng một con thuyền lâu to lớn đâm thẳng tới thuyền lâu của đám người, người tới không thiện mọi người cẩn thận. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ chiến thuyền của thế lực này đã bị đánh nổ, từng người từng người ngã xuống. Rồi một cái đầu lâu bay qua mặt lão, hàn quyết đệ tử duy nhất của lão đã chết, trong mắt hắn hằn lên từng tia máu. Hay cho hư không địa nhà ngươi, giả vờ truyền bá tài nguyên ngũ phẩm dẫn dụ tu sĩ mang theo nhiều tiền tới để cướp tiền lão già hận ý ngút trời ngửa đầu gào giống trong hư không bao la hư không địa ta và ngươi không đội trời chung một năm sau dương khai đang bế quan trong mật thất thì bỗng có cảm ứng cấm chế của mật thất bị kích động rồi xem ra có việc lớn xảy ra rồi ra ngoài xem xem vừa mở cửa đã thấy biện tỷ hoàng hốt chạy tới tông chủ phía tinh thị xảy ra chuyện rồi chuyện gì vậy đừng vội từ từ rồi nói là thế này bắt đầu từ một năm trước hư không địa đã không ngừng bị thuyền lâu của thế lực ngoại lai đến đánh phá kẻ ra tay tàn bạo vô tình đuổi cùng giết tận tiếp đó lại có một số phong thanh truyền ra nói những kẻ cướp bóc giết người đó có quan hệ lớn với hư không địa với chúng ta cứ như vậy những thế lực có lòng muốn đến hư không địa chúng ta đổi vật phẩm tư nguyên cũng đã từ bỏ ý định hư không tinh thị nhân số hạ mạnh số lượng võ giả đến cũng giảm đi nhiều sự tình càng lúc càng ác liệt ta liền để lưu trưởng lão dẫn người đến xung quanh tinh thị tra xét tình hình kết quả cô ấy vừa đi cũng là rất nhiều thắng bật vô âm tín. Tông chủ, hiện giờ Lưu Trưởng Lão và Vân Tinh Hoa canh giữ tinh thị đều đã mất liên lạc rồi, chúng ta nên làm thế nào đây? Dương Khai mặt trầm xuống, đến nay xem ra Lưu Tuyết và phía tinh thị đã bị người khống chế rồi. Nếu không sẽ không thể nào không có chút tin tức gì như vậy, người ra tay ít nhất cũng là lục phẩm khai thiên. Lục phẩm khai thiên ư, vậy chẳng phải ít nhất là có nhị đẳng thế lực đỉnh trần nhúng tay trong đó sao? Liệu bọn họ có xảy ra chuyện gì không? những người đó là nhằm về phía ta, đám người lưu tuyết tạm thời có lẽ sẽ không có việc gì đâu. Bà chủ nói không sai, những động thiên phúc địa đó là không thể nào ngồi yên nhìn ta yên ổn tấn thăng thượng phẩm đâu. Bỗng âm tín châu sáng lên, tông chủ, có rất nhiều thuyền đang hướng về hư không địa. Dương khai sát ý bùng lên, đám người đó vậy mà lại không nhẫn nại như vậy, tướng ăn cũng khó coi quá đấy, đi theo ta. Dương khai bay ra bên ngoài danh giới cửu trọng thiên đại trận, nhìn trên bầu trời vô số thuyền lầu xé không mà đến, ánh mắt hắn vô cùng âm trầm, hôm nay ở nơi này sợ là phải chết rất nhiều người rồi. Ở trên một con thuyền lâu dẫn đầu, lão già đầu chọc chỉ tay quát lớn, dương khai, hư không địa ngươi tàn bạo vô lương, nhiều thế lực gặp phải nạn diệt đỉnh, hành vi cầm thú như vậy, thiên hạ khó dung. Động tĩnh ở đây to lớn nên cũng đã thu hút sự chú ý của mọi người trong hư không địa, Nguyệt Hà bay đến bên cạnh Dương Khai, lão gia hỏa này đang phóng rắm chó gì vậy, ta đi giết hắn, cứ để hắn nói đi, không cần để ý. Đều dẫn lên đi, đi mau đi mau, từ bên trong thuyền hai người lưu tuyết cùng Vân Đinh Hoa bị trói chặt áp giải ra đầu thuyền. Tiểu tiện nhân chậm dề dề vậy hả, đi mau, bốp, một roi không chút lưu thủ đánh mạnh lên người lưu tuyết. Khổng minh chủ, các người đối xử với nữ nhân như vậy liệu có phải không tốt lắm không hả? Ở nơi cao nhất của con thuyền bên trên có một nữ tử lười nhác ngồi trên ghế, hắc ngục điển ngục trưởng, loan bạch phụ. Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, khi đối đầu với kẻ địch sao có thể thương hương tiếc ngọc chứ chỉ có như vậy mới có thể dụ được dương khai hiện thân minh chủ thiên kiến minh khổng phong giả bộ cái gì chứ loan bạch phụ ngươi thân là hắc ngục điển ngục trưởng dùng thủ đoạn bỉ ổi còn nhiều hơn ta nhiều khanh khách khổng minh chủ quả nhiên là người làm đại sự thiếp hân vô cùng bái phục a à. chỉ là sư huynh làm như vậy dương khai kia thật sự sẽ hiện thân sao chứ đến nay quá nửa nhân mã trong tay dương khai đều đã nằm trong tay ta nếu hắn không muốn ly tâm thất đức chắc chắn sẽ hiện thân. He he, nếu vậy thì tốt quá rồi, sau khi thành công sư huynh đừng quên lợi ích của thiếp thân đấy. Yên tâm, đợi sau khi thành công, những tù binh khai thiên cảnh này đều sẽ thuộc về sư muội, một mình hưởng dùng. Lời vừa dứt từ bên dưới hư không địa đã bay lên hai thân ảnh, Nguyệt Hà vừa nhìn qua đã tức giận hét lên, khốn nạn, đám xúc sinh các ngươi cũng dám đánh lên mặt lưu trưởng lão ư, nữ tử đẹp quá, sư huynh, nữ tử đó là mấy phẩm khai thiên vậy, loan sư muội muốn nữ từ đó sao cô ta cũng là lục phẩm khai thiên sợ là có chút khó làm rồi ồ hư không địa này chẳng qua là vừa kiến lập không lâu có thể có một vị ngũ phẩm khai thiên như lưu tuyết đã rất hiếm có rồi vậy mà lại có cả lục phẩm khai thiên ư ừ. loan bạch phụng lại nhìn về dương khai hử thanh niên này là ai vậy mặc dù khí vũ hiên ngang khí thế bất phàm nhưng cũng không có gì quá đặc biệt khoảng cách giữa đế tôn cảnh và khai thiên cảnh quá lớn những khai thiên cảnh này dựa vào cái gì lại nghe hiệu lệnh hàn chứ Mặc kệ đi, sư huynh, người ta thích nữ tử này lắm, đến lúc đó phải nhờ huynh giúp đỡ nhiều hơn rồi, nếu có cơ hội khổng mỗ sẽ cố hết sức. Theo tiếng quát của tên Khổng Phong minh chủ Thiên Kiếm Minh, từ bên trên thuyền lầu bay ra một trận bàn to lớn, trận bàn vừa ra Dương Khai đồng tử đã co rút lại. Không gian xung quanh hình như đã xảy ra biến hóa rồi, Khổng Phong lão cẩu này chuẩn bị cũng chu toàn lắm. Trình độ của Loan sư muội về mặt trận pháp quả thật cao cường, sư huynh vô cùng bội phục thiên địa nơi này đã bị khóa kín tiểu tử đó mang trên người không gian pháp tắc cũng đừng hòng thoát khỏi nơi này khổng phong nhìn qua lão già đầu chọc gật đầu lão già hiểu ý liền nổi giận đùng đùng gào lên dương khai tiểu tặc hư không địa ngươi làm hết chuyện táng tận lương tâm hôm nay chính là ngày chết của ngươi hư không địa chiếm lấy một góc cũng chỉ để có trốn an thân đã từng làm việc gì táng tận lương tâm hả lão cẩu đừng có ăn nói lung tung nhé tiểu tử muốn người không biết thì tốt nhất đừng làm ngươi muốn minh mạch vậy bổn tọa sẽ cho ngươi chết rõ ràng, mau mời thích lão đệ lên đây. Sơn Hải các thích thường anh xin chào hồng lão, lão già vừa lên chính là người một năm trước dẫn theo thế lực tiến đến hư không vực tham gia hội trao đổi sau đó toàn quân bị diệt. Thích lão đệ, nay đã có thiên kiếm minh làm chủ đòi lại công bằng cho ngươi, ngươi nhận ra người đó là ai không, lão già chỉ tay về phía vân tinh hoa hỏi. Thích thường thanh nhìn qua vân tinh hoa đầu tiên là ngơ ngác sau đó như nghĩ tới cái gì liền bày ra một bộ thê lương đau khổ. Kẻ dẫn người tới giết chóc trên thuyền sơn hải các ta chính là người này, thương thay cho cả trăm đệ tử sơn hải các ta bỏ mạng ngay tại chỗ. Cái gì? Vân Tinh Hoa nghe vậy thì tức giận quát lớn, lão già này ngậm máu phun người, đại nhân, thuộc hạ không hề làm việc như vậy, đại nhân cứu ta. Hồng lão già tiến đến vỗ vai thích thường thanh ý nói hắn làm rất tốt, thích lão đệ đã nhìn rõ chưa? Nhìn rõ rồi. Nhìn rõ rồi, người đó và người tập kích sơn hải các hôm đó không phải cùng một người. Thiên Kiếm Minh phái Hồng lão tới mời ta xuất sơn chỉ tội, lấy lợi ích dụ dỗ. Việc đến nước này, ta đã nhìn rõ rồi, hư không địa cây cao đón gió, sơn hải các trùng hợp bị cuốn vào tranh đấu này, nếu ta từ chối đề nghị của Hồng lão, chỉ sợ đến cả tổng đàn sơn hải các cũng không giữ được. Dương Khai bàn tay siết chặt lại nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, Khổng Minh chủ đích thân tới đây, chẳng lẽ Quý Minh cũng có tàu thuyền gặp chuyện ở hư không địa sao? Đúng vậy, đệ tử trong Minh người bị cướp của cải, người chết người bị thương người làm minh chủ như ta tất phải tới đòi công bằng cho bọn họ. Vậy khổng minh chủ muốn công bằng thế nào đây, nếu ngươi thức thời thì đóng đại trận thủ hộ này, tự trói tay chân đi theo bổn minh chủ một chuyến. Thiếu ra không được, không vấn đề, chỉ là tiểu tử một mình đi đường thì không thấy an toàn. Mang theo vị tiểu tí nữ nhà ta đây đi cùng không vấn đề chứ, lại hợp ý ta, mau cho bọn họ lê, được lên đi. Trận pháp phòng hộ của thuyền mở ra, hai người dương khai vừa đáp xuống liền nhìn nhau gật đầu, ra tay năng lượng lục phẩm khai thiên trong chớp mắt bùng nổ nguyệt hà toàn lực thúc động bí bảo công kích về hướng loan bạch phụng cùng khổng phong dương khai cũng mở ra túi như ý thả đám người mặc ni ra ngoài giải cứu con tin những tên canh gác xung quanh đối với đám người chỉ như run dế trong nháy mắt toàn bộ bị giết sạch giật mình trong phút chốc loan bạch phụng cùng khổng phong đồng thời công kích về phía nguyệt hà nguyệt hà sau một lần va chạm miệng liền thổ huyết thiếu ra mau lui tiểu tử ngươi muốn chết lui mau lui đám người dương khai đã chuẩn bị từ trước hành động vô cùng nhanh cứu người xong liền tức tốc bay đi thấy thế khổng phong gào lên giận dữ còn ngẩn ra làm gì giết bọn chúng cho ta công kích đánh đến đám người dương khai vội vàng quay đầu kết trận phòng ngự chịu thêm một lát chỉ cần tránh vào trong đại trận cửu trùng thiên là chúng ta sẽ an toàn đại nhân yên tâm bọn ta thể chết bảo vệ hư không địa vừa thủ vừa lui dương khai sau khi đưa đám lưu tuyết vào bên trong cứu trung thiên đại trận liền quát lớn chúng ta vào trong đại trận rồi lui mau, chúng ta đi. Người đã được cứu, Dương Khai lúc hai dùng hai mắt sắc lạnh như dao nhìn vào những thân ảnh kia, hôm nay nếu hư không địa ta đại nạn không chết, ngay sau át tới tổng đàn của chư vị dạy bảo. Sư muội, đại trận cửu trùng thiên này ngươi có nhìn ra gì không? Đại trận này uy năng dồn mà không phát, ta có thể nhìn ra gì được chứ? Lúc trước ngươi không nói hư không địa có nhiều khai thiên cảnh như thế. Sư muội yên tâm, ta tự có sắp xếp, chỉ cần chúng ta chủ động xuất kích nhất định có thể kích phá ra uy năng của đại trận này. Huynh có thể có sắp xếp tốt nhất, có điều, không biết khổng minh chủ muốn ai đi đánh trận đầu đây, cục diện lúc này. Trăm nhà liên thủ tuy có vẻ mạnh nhưng thật ra không hề đoàn kết, sợ là không ai nguyện ý làm chim đầu đàn cả. Khổng minh chủ, điện chủ thanh hà điện vừa triệu đến, kêu lão già này về cho đổi đại sự trong điện. Lão già này xin đi trước một bước, đi ư, phốc, khổng phong bàn tay đánh ra một trường cắt đầu lão già khổng phong cầm đầu lão già dơ lên đại chiến trước mắt lão cầu này lâm trận bỏ chạy làm loạn quân tâm bản minh chủ giết để răn đe mong chư vị coi đây là cảnh cáo ánh mắt của hắn trở nên lang lệ trưởng lão thanh hà điện các người lâm trận bỏ chạy nghiệt của hắn cũng nên do các ngươi trả mới phải vậy để các ngươi tới đánh trận đầu đi loan sư muội tất cả nhiều muội rồi yên tâm đại trận này của hắn không biến hóa cũng thôi đi một khi biến hóa tuyệt đối không qua được mắt muội đầu. Một lúc sau đám người bị bắt đi làm pháo hôi đã tiến vào bên trong mê trận, có người tiến vào rồi kìa. Ở một góc nào đó đại trận trị nấm kéo cuống của bồ đào lo lắng hỏi, vạn nhất chúng ta bị họ phát hiện, họ có ăn chúng ta không ẩy nhờ. Yên tâm, họ sẽ không tìm thấy chúng ta đâu, Dương Tiểu Tử đã nói ngươi là trận nhãn của mê trận, đến khi bước ngoặt nguy cấp mới có thể phát huy tác dụng, đừng lộ ra dễ dàng. Hai mắt của chị nấm trong nhất thời sáng lên tinh quang, u hoa, hóa ra ta là vũ khí bí mật à, đúng, vậy ta sẽ đợi ở đây rất nhanh sau đó từ bên trong mê trận bay ra vô số đầu lâu sư muội muội nhìn ra gì rồi hư không địa giết người còn đưa đầu người trở về đây là khiêu khích mười phần đó sao có thể nhịn được cơ chứ thời gian quá ngắn muội cần ít nhất thời gian một nén hương mới có thể nhìn ra hư thực của đại trận này lão già đầu chọc đưa ánh mắt nhìn khổng phong thấy tên này sắc mặt như cho tàn liền đứng ra khổng minh chủ Tôi nguyện dẫn Thiên Nhai đệ tử xông vào trận chiến bắt Tiểu Tặc Dương Khai, mong minh chủ ân chuẩn. Hồng lão đã có lòng này, bản minh chủ khổng thể không thành toàn cho ông, hành động lần này không mong giết địch, chỉ cần khiến đại trận biến hóa tự có Loan Ngục trưởng nghĩ cách phá trận, các người tự bảo vệ tính mạng mình là được. Lão già nghe vậy cả người khẽ run, đa tạ minh chủ chiếu cố, nói nghe hay lắm chẳng qua là muốn lấy mạng người để Loan Bạch Phượng tranh thủ thời gian tìm cách phá trận. Còn có vị đồng đạo nào đi cùng lão phu hay không? mời đứng ra đây, rõ ràng là tìm đường chết, ta không làm đâu, thế nào cũng phải kéo theo vài tên chịu tội thay. Tính cả Kim Hồng Châu ta, còn có Sâm la đàn ta nữa, hai lão già này trước đây từng có thủ oán với Lan U Nhược, lúc đó cũng có Dương Khai đi cùng, giờ đây có cơ hội bọn hắn đương nhiên sẽ nhân cơ hội mà ra tay. Có Thích Huynh và Lăng Huynh giúp đỡ, lão phu yên tâm rồi, sớm đã nghe nói Dương Khai gây thủ khắp nơi, chẳng lẽ ngay cả người của Kim Hồng Châu và Sâm la đàn cùng có va chạm, hay lắm mong chư vị cố gắng hết sức quấy nhiễu đại trận chỉ cần kéo dài một nén hương loan ngục trưởng tự có thể phá trận nếu hôm nay có thể phá đại trận này chư vị đều là thần tử có công chúng tôi nhất định không phụ sự ủy thác của khổng minh chủ đám người kia vừa tiến công bên trong hư không địa phạm trưởng lão huynh cũng là ngũ phẩm khai thiên chi bằng nhân lúc này hoạt động gân cốt một chút thế nào thuộc hạ cũng có ý này quân số của địch lần này rất nhiều các vị đều là nhân tài chân quý của hư không địa ta bất kỳ người nào bị thương cũng là tổn thất rất lớn các vị phải cẩn thận mọi bề nhất định không thể liều lĩnh khinh địch tông chủ yên tâm chúng tôi nhất định trở về không thiếu một ai đội quân nhanh chóng tiến vào tầng sương mù dày đặc của hư không địa thích huynh có nhìn ra hư thực của trận này không trận này huyền diệu vô song thích mũ không rõ trận đạo sao có thể nhìn thấu được cơ chứ trận chiến lần này cũng không biết có bao nhiêu người có thể sống sót đây ở trên thuyền lâu sau khi đội quân tiến vào loan bạch phượng không ngừng tỉ mỉ quan sát đại trận chỉ một lúc sau ánh mắt đã lóe lên tinh quang hóa ra là vậy trận này có thể phá rồi phá cho ta theo một cái búng tay của nàng ta tầng sương mù dày đặc nhanh chóng tan đi lộ ra quang cảnh bên trong hồng lão già nhìn đội quân trước mặt trong lòng kinh hãi một nén hương trước có khoảng 4 đến năm nghìn người đã xông vào thời gian ngắn như vậy đã có đến gần 8 phần số người đã ngã xuống nhưng đối với khổng phong bấy nhiêu người chết hắn chẳng quan tâm khi mê vụ đã bị phá âm thanh của hắn vô cùng lạnh lẽo giết xông lên cho ta giết dương khai đưa ánh mắt nhìn lên nhếch mép cười nữ tử này thật có chút bản lĩnh trình độ trận đạo của cô ta sợ là đã vượt qua vô lượng đại sư rồi nguyệt hà trong lòng có chút lo lắng tiến đến cô ta là điển ngục trưởng của hắc lục loan bạch phụ cô đến rồi à vừa hay chúng ta xem kịch hay tiếp theo đi ở trên thuyền lâu khổng phong nở nụ cười âm lãnh dương khai tiểu nhi tử kỳ của ngươi đã đến rồi Dương Khai chẳng chút lo lắng ném ra ngọc bài, phòng ngự đại trận, thiên la tán. Tưởng rằng trùng một tầng mai rùa thì bản minh chủ sẽ không làm được gì ngươi sao, phá nó cho ta. Nếu không phải bất đắc dĩ, sao có thể thúc động phòng ngự đại trận của nhà mình chứ? Hắn rõ ràng đã đến lúc sơn cùng thủy tận rồi, từng chiến thuyền ngưng tụ năng lượng nhanh chóng công kích xuống đại trận. Loan Bạch Phụng khẽ nhíu mày, sư huynh, ngươi không cảm thấy có gì không ổn sao, vừa rồi chịu thiệt chẳng qua là tiểu tử này cậy địa thế, Loan sư muội cứ đợi tin tức tốt đi. Theo một âm thanh nổ lớn, phòng ngự đại trận đã phá, Khổng Minh chủ uy vũ, phá hư không, giết Dương Khai, giết cho ta, xông lên. Đối diện với vô số chiến thuyền lao đến, Dương Khai âm thanh hét lớn như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu bọn hắn, tái khởi trận. Bùm bùm bùm, vô số công kích từ bên dưới đánh lên, đội quân lúc trước còn hừng hực khí thế muốn tiêu diệt hư không địa, giờ đây chỉ còn lại tiếng nổ cùng tiếng kêu la thảm thiết hồng lão già trọng thương miệng phun máu tươi hoảng sợ đó là cửu trọng thiên công kích đại trận mau rút lui khổng phong nhìn một màn này vừa giật mình lại vô cùng căm hận dương khai tên tiểu nhân bỉ ổi nhà ngươi nâu no, nâu no, nâu no. khổng minh chủ không cần vội vẫn còn chưa xong đâu tam khởi trận âm thanh vừa ra năng lượng trong đại trận bùng nổ ngưng tụ ra một kiếm khí to lớn che khuất bầu trời khí thế không thể cản đánh xuống đội quân sao có thể chứ đại trận này rốt cuộc có mấy tầng biến hóa vậy Khổng Minh kinh hãi ngã ngửa ra sau, "Loan sư muội giúp ta, Khổng Phong này thật đúng là vô dụng mà, vậy mà lại dám gặm cục xương lớn thế này, đến nay ta đến thịt cũng chưa được ăn răng cũng đã sắp dụng rồi." Một kiếm khí thôn sơn hà ầm ầm đánh xuống, phòng ngự của Loan Bạch Phượng đánh ra chỉ có thể bảo vệ một phần nhỏ, vô số chiến thuyền khác sau một chiêu này đều tiêu tán vào hư không. Vô số tiếng kêu thảm thiết, vô số đầu lâu bay ra, Khổng Phong trong lòng kinh hãi chiến ý đã không còn sót lại dù chỉ một chút, tình 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 thế không ổn, chúng ta mau rút đi. Dương Khai nhìn một đám thuyền đang tăng tốc bỏ chạy mà cười khẩy, thiên đường có lối ngươi chẳng đi, địa ngục không cửa ngươi lại cứ đâm đầu vào, khổng phong lão cẩu, ngươi đây là tự tìm đường chết, lại nổi xương rồi. Loan sư muội, đây là chuyện gì vậy? Mê trận rõ ràng đã bị phá vì sao còn có thể khởi động lại chứ? Loan Bạch Phụng lúc này cũng đã run lẩy bẩy, vừa rồi mê trận sợ là không hoàn toàn bị giải trừ, chúng ta đều trúng kế của tiểu tử đó rồi, hắn là cố tình thả chúng ta tiến vào. Bên ngoài vô cùng thảm khốc, ở sâu bên trong đại trận, bồ đào nháy mắt với chị nấm, đã đến lúc rồi, để bọn chúng nếm thử sự lợi hại của huyền thái huyễn cô ta đây, hay ra ra à à à à. Huyễn vụ nhanh chóng bao trùm toàn bộ không gian, đám người này chìm vào bên trong huyễn cảnh không ngừng chém giết lẫn nhau, đừng, đừng giết ta, ha 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 xem đi, ta giết chết dương khai rồi, đều rơi vào huyễn trận rồi, nguy rồi, lần này thật sự nguy rồi, Liên Minh Bách ra bại trong tay một hư không địa nhỏ bé, uy danh của Thiên Kiếm Minh ta ở đâu chứ? Loan Bạch Phụng giờ đây đã chẳng thể làm gì, Khổng Sư huynh, kế cấp bách hiện giờ, chỉ có một cách thôi, cách gì? Giết tặc thì bắt vương trước, sử được tiểu tử Dương Khai đó chắc chắn có thể khiến những khai thiên đó sợ hãi, liền có thể phá trận. Sư muội nói đúng, chẳng qua bên cạnh tiểu tử này có hai vị lục phẩm khai thiên bảo vệ, thông qua vết tích lúc nãy hai người này ra tay xem ra, họ có lẽ vừa tấn thăng lục phẩm Năng lực phát huy có hạn, chúng ta nhiều người như vậy còn phải sợ họ sao chứ? Sư muội nói đúng nghe lệnh ta các người cùng ta giết qua, Khổng Phong dẫn theo một đám người tăng tốc bay lên tấn công về phía ba người Dương Khai. Loan Bạch Phùng ngưng tụ ra một đòn công kích đánh về hướng Mạc Ni, muội muội này xinh đẹp thật đấy, tỷ tỷ thích nữ nhân như muội. Mạc Ni nhảy qua một bên né tránh công kích, Loan Bạch Phụng liền điều khiển chiến thuyền đuổi theo, cùng ta sang bên cạnh trò chuyện có được không? hai lão già của kim hồng châu cùng xâm la đàn tiến ra đầu chiến thuyền nguyệt hà cô nương người thức thời là trang tuấn kiệt nguyệt hà nể mặt giao tình nhiều năm của chúng ta bây giờ lui đi bọn ta còn có thể cho cô một con đường sống đừng nói nữa ai muốn làm hại thiếu gia thì bước qua thi thể của ta trước khổng phong trong lòng gấp gáp hét lên nói nhảm gì chứ lên cho ta nguyệt hà và mạc mi đều bị dẫn đi rồi dương khai chịu chết đi Khổng Phong khí tức lục phẩm khai thiên bùng nổ nhảy khỏi chiến thuyền một mình lao đến tấn công Dương Khai. Anh Khai nhà ta chẳng có chút lo lắng nào nhẹ quát, chúc cửu âm, ngươi còn không ra tay, ta sắp chết rồi đây này, tiểu tử ngươi, chỉ biết gây phiền phức cho ta. Từ trên không trung một ngón tay ngưng tụ một chỉ điểm ra phía trước, ầm ầm ầm, chỉ một chiêu duy nhất Khổng Phong cả người đã bị bắn sâu vào trong lòng đất thổ huyết, nhìn nữ tử yêu mị mới xuất hiện đứng bên cạnh Dương Khai, hư không địa lại còn có một cường giả đáng sợ như vậy. Trúc Cửu Âm không hề do dự lại một chỉ điểm ra, sắc mặt Khổng Phong liền trở nên tái mét, bí bảo phòng hộ quanh người ta đã bị phá sạch rồi, nếu còn chịu thêm một ngón này, nhất định sẽ chết. Đúng lúc này, từ bên trong hư không một đạo công kích đánh ra phá tan chỉ ấn của Trúc Cửu Âm, các ngươi đừng hòng ngông cuồng, toàn trường trong nhất thời đều chấn kinh đưa mắt nhìn lên hư không. Bóng đen lóe lên hai thân ảnh đã xuất hiện đứng chắn trước người Khổng Phong, đa tạ ân cứu mạng của hai vị đại nhân. Dương Khai lông mày khẽ nhíu, thất phẩm khai thiên ư, vạn ma thiên sao, động thiên phúc địa à, tốt, rất tốt. Vốn tưởng chỉ là bách gia liên minh công đánh hư không địa ta, không ngờ phía sau này còn có thủ đoạn của mấy người động thiên phúc địa. Một tên trong đó nhìn về trúc cửu âm lên tiếng, thánh linh, hai bọn ta không có ý làm khó phu nhân, mong phu nhân lui đi, hai ta vô cùng cảm kích. Hai người các người nói sao cũng là thượng phẩm khai thiên, vì một tên nhóc con gây ra động tĩnh lớn như vậy, hà tất chứ anh khai thấy có người bảo kê liền rõng rạc chỉ tay lén la lén lút thật mất mặt có gan đến tại sao không có gan hiện ra chân thân chẳng lẽ là do xấu quá không có mặt mũi gặp người sao lời vừa dứt vô số ma khí nhanh chóng ập tới tấn công dương khai anh khai một bộ kinh hãi hoảng sợ ta phải chết rồi ta sắp chết rồi có ai cứu tôi không hiển nhiên ngay lập tức Trúc cửu âm liền ra tay ngăn cản ai cho ngươi cái gan ở trước mặt bổn tọa động hắn hả thấy chưa nào nào đánh đi đánh hộ cái nào lêu 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 phải đó phải đó loại chuột nhát gan chỉ biết ỉ lớn hiếp nhỏ ỉ mạnh hiếp yếu có người bảo kê anh khai ra sức mà hét hét vô cùng to hét mà đến nỗi bị trúc cửu âm dùng bàn tay đẩy mạnh ra xa ngươi nói chuyện nước miếng văng hết lên cổ ta ghê tởm không vậy hả phu nhân là thánh linh trí tôn theo lý nên tiêu diêu tự tại hà tất cuốn vào trận phân tranh này chi bằng lui đi kết một thiện duyên lão nương làm gì thì liên quan gì đến ngươi hả thánh linh bổn quân chưa giết qua nhìn bộ dạng hôm nay phải thử món mới rồi lời vừa dứt khí thế của tên bịt mặt liền bùng lên đại đao trong tay năm chặt chém về phía trúc cửu âm hai người giao chiến khí kình bùng nổ tàn phá ra xung quanh anh khai nhảy ra thật xa hết lớn ngươi không thể đem người lên trời đánh sao ở hư không địa ta quậy gì chứ tiểu tử ngươi có rảnh quan tâm địa bàn của ngươi chi bằng nghĩ xem mình chết như thế nào đi khổng phong nhân cơ hội liền lao đến tấn công dương khai khổng phong nếu ngươi rút lui thì sẽ có thể bảo toàn mạng sống, hồ đồ ngu xuẩn chỉ có thể kết thúc trong bi kịch thôi, lục phẩm khai thiên sao, thật khó khăn mà. Tiểu tặc chết đến nơi rồi còn dám phô trương cơ mưu à, khổng phong thế công không hề giảm tiếp tục lao đến. Hừ, đây là ngươi tự tìm đường chết, không oán ta được đâu nhé, Dương Khai ngón tay vẫy nhẹ, thương long khí tức bùng nổ đã nắm trong tay. Dương Khai dơ cao trường thương hét lớn, khởi trận cho ta. Chỉ có đặt hư không địa trong cửu trùng thiên đại trận dẫn tất cả sức mạnh vào thương long thương mới có sức mạnh chiến đấu. Một cỗ khí thế khủng bố trên bầu trời nhanh chóng ngưng tụ hình thành, Dương Khai hai hàm răng cắn chặt lại với nhau, cơ thể hơi có chút run rẩy, lại dựa vào tu vi bây giờ của mình, muốn kích phát ra toàn bộ uy lực của thương long thương quả nhiên có chút cố ép. Theo một tiếng ngao bẽn nghĩa chúng sinh, một thân ảnh kim long hiện ra trước mắt nhìn chằm chằm khổng phong gào giống, cỗ uy áp cùng cảm giác tử vong ập đến khiến cơ thể của khổng phong hắn run rẩy, là, là long trì bí bảo ngao 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 kim long rạch xé bầu trời hóa thành một đạo tia sáng ầm ầm lao xuống phốc vù khói bụi tán đi khổng phong lúc này cơ thể rách nát ý thức nhanh chóng lâm vào hôn mê dương khai ngươi không được chết yên đâu lão cẩu sớm biết có ngày hôm nay hà tất ban đầu lại làm vậy một thân ảnh lướt qua bắt lấy hắn kéo đi tông chủ tu vi của tên này đã bị tôi phong bế tùy người xử lý dương khai giọng nói âm lãnh như tử thần đòi mạng giết cho ta một tên cũng không được giữ lại vâng tông chủ phốc 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 chỉ theo một câu nói của hắn toàn bộ kẻ có mặt ngoại trừ hai tên thất phẩm khai thiên đều phải bỏ mạng xác chết nhanh chóng chất thành đống dương khai nhìn về trận chiến bên phía cửu âm chúc tiền bối hình như có chút yếu thế không địch lại mạnh chúc cửu âm lúc này bị hai tên thất phẩm khai thiên vây công vô cùng chật vật nàng tiên không thể đồng thời né tránh hai mũi nhọn liên tục bị thương thánh linh nhỏ bé chẳng qua có vậy mà thôi đám khốn kiếp này nếu không phải bản tọa chưa hồi phục tu vi tới sức mạnh cao nhất, đâu đến lượt bọn chúng hỗ sược chứ. A a a a, cơn tức giận bùng lên, Trúc Cửu Âm cơ thể nhanh chóng biến hóa, nàng lúc này trong trạng thái nửa người nửa nhện khí thế vụt tăng. Hóa ra phu nhân mang huyết mạch của Thiên Nguyệt Ma thù, nhiều năm chưa từng thấy rồi, phí lời với ả à ta làm gì, đêm dài lắm mộng, tốc chiến tốc thắng đi. Hai người hợp kích lao đến tấn công, Trúc Cửu Âm thân nhện vô cùng linh hoạt, vô số chân dẫm mạnh xuống đất thân thể lùi nhanh về sau tránh né không biết nữ nhân này sẽ có quỷ kế gì, cẩn thận, chết đến nơi rồi mà còn dám phô trương cơ mưu à. Ngay sau đó, mặt đất từ từ nứt ra một lỗ hổng lớn, có gian trá, một tên thất phẩm khai thiên giật mình cùng bay người lùi lại. Phù, mê chết lão nương rồi, lão già kia, có bản lĩnh cả đời này làm rùa rụt đầu đi, một thân ảnh từ từ xuất hiện, một ông lão thân hình gầy gò ốm yếu, sau lưng đeo một mai rùa lớn, dâu tóc trắng xóa trong tay cầm theo quải trượng, tiểu nữ tử nhà ngươi nhảy tới nhảy lui trên đầu lão phu, nhảy tới mức lão phu đau cả đầu, bị hí. Hai tên áo đen nhìn nhau sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng, hư không địa còn con lại có tới hai tôn thánh linh ư. Một mình trúc cửu âm chúng ta còn có thể bắt được, nhưng nếu có thêm một vị thánh linh, chúng ta tuyệt đối không có khả năng thắng. Tên bịt mặt bàn tay nắm chặt trường đao giấu sau lưng, xin hỏi vị lão nhân này xưng hô thế nào. Lão đại nhân, ông, nói tới nói lui, cảnh giác một hồi vậy mà không ngờ lão đầu đã lăn ra ngủ luôn rồi lão đại nhân thật sự uy phong lớn lắm ta dù gì cũng là thượng phẩm khai thiên nhìn khắp cả tam thiên thế giới cũng là nhân vật có mặt mũi tên này lại coi thường ta như vậy ư ừ. bỗng một mắt của ông lão hé mở ai ia, người già rồi không so sánh được với đám thanh niên khỏe mạnh các người đâu mặc ni cùng nguyệt hà trong lòng cũng chấn kinh hư không địa vậy mà còn có vị thánh linh thứ hai sao nhìn thái độ của trúc tiền bối Tư lịch của vị lão tiền bối này chắc chắn không đơn giản, cũng không biết đã ẩn náu trong nơi sâu thẳm của hư không địa này bao nhiêu năm tháng rồi nữa. Nhớ rằng Trúc tiền bối từng nhắc nhở ta hư không địa này không đơn giản, đến nay xem ra cô ta sớm đã phát hiện ra sự tồn tại của lão già đeo mai rùa này rồi. Một tên đã không nhịn nổi nữa liền cầm trường mâu lao đến tấn công, lão ra hỏa cậy già lên mặt, thật sự nghĩ rằng ngươi là thánh linh thì bản quân sẽ sợ ngươi sao. Ông lão không chút hoảng sợ nhẹ nhàng quay lưng rùa chặn đón công kích của hắn, có gì từ từ nói, động tay động chân làm gì chứ, người trẻ tuổi sao lại không biết kính già yêu trẻ vậy chứ. Tên này thế công mạnh mẽ, ông lão liền con người thu vào mai rùa mặc cho tên này đánh tới đánh lui. Chỉ sau một lúc, tên này đã đứng thở hồng hộc như châu húc mà, ta thân mang bản lĩnh thất phẩm, vậy mà đến một vết sức cũng không lưu lại trên mai rùa này được. Ta không tin, tên này nổi giận gầm lên, ma khí bùng nổ định tiếp tục lao đến nhưng ngay lập tức tên đồng bọn liền nắm chặt vai hắn. Không được, lúc này nếu kích động vị lão đại nhân này đợi hắn liên thủ với thiên nguyệt ma thù kia chúng ta chắc chắn phải chết ai lưu niên bất lợi mà thật là người ngồi trong nhà họa từ trên trời ập xuống xui xẻo xui xẻo cực kỳ à lão đại nhân chúng ta nguyện tha cho dương khai ngày hôm nay nhưng mà ta muốn đem kẻ đó đi lão đại nhân không ý kiến gì chứ tên này chỉ mũi kiếm về khổng phong tên duy nhất được anh khai giữ lại chưa giết tiểu gia hỏa thêm một việc không bằng bớt một việc bọn chúng nếu đã nguyện tha cho ngươi, không bằng ngươi cũng thủ hạ lưu tình một lần đi, thấy sao hả? Lão đại nhân đã tự nhiên lên tiếng, tiểu tử tự nhiên sẽ nể mặt lão đại nhân rồi, khổng phong trong mắt lóe lên vẻ thù hận. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, chỉ cần còn giữ được mạng ngày sau ắt sẽ có lúc cuột khởi. Tiểu tử, còn không thả người, ta thả ngay đây, dương khai vỗ nhẹ lên vai khổng phong để hắn chạy đi. Nhưng tên này vừa chạy đi không xa, ánh mắt của Dương Khai đã lóe lên một cỗ sát ý, toàn trường trong nháy mắt giật mình hoảng hốt, tiểu tử, ngươi dám. Kẻ dám xâm phạm hư không địa ta, dương khai ta tuyệt đối không để yên, dương khai một thương cắt bay đầu lâu của khổng phong lên cao tiễn hắn một vé về địa ngục. Được lắm, được lắm, chúng ta sơn thủy hữu tương phùng, hai tên thất phẩm khai thiên hóa thành tia sáng bay đi, phong trận, dọn dẹp chiến trường, thanh điểm trương phong. Cần tôn tông chủ thánh lệnh, chúc cửu âm khó chịu rời đi, tiểu tử thối việc còn lại ngươi tự mình dọn dẹp đi, bớt làm phiền mộng đẹp của ta. Chỉ có duy nhất lão đầu mai rùa vẫn còn ở lại, họa sự, họa sự mà, vừa rồi đa tạ lão đại nhân lên tiếng bảo vệ, tiểu tử cảm kích vô cùng. Không nói thì thôi, nói ra lão đầu liền rậm mạnh quải trượng chỉ tay run run quát, tiểu tử, người vả mặt thượng phẩm khai thiên đó trước mặt bàn dân thiên hạ, gây ra họa lớn rồi, cứ cho không vả mặt hắn, hắn cũng vẫn sẽ đến thách thức hư không địa ta thôi, nếu như đã kết oán, phân biệt gì nông cạn chứ. Ai, thật là xui xẻo, xui xẻo tận cùng rồi, còn chưa thỉnh giáo phải xưng hô với lão đại nhân thế nào, ở đây chết nhiều người như vậy, ngươi vẫn là thu dọn xong rồi lại đến nói chuyện với ta sau đi. Hai giờ sau, dọn dẹp cẩn thận, đây đều là chiến lợi phẩm hiếm có đấy, biện tỷ đứng ra chỉ đạo đám đệ tử hốt bạc đem vào kho cất giữ. Thiếu ra, chiến trường đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, mọi người cũng đều quay về vị trí rồi, trận chiến này, hư không địa ta tử thương thế nào vậy? Không đến 10 người bị thương nhẹ, không có ai tử vong, hư không địa ta một mình đối kháng với liên minh bách gia, vậy mà lại không ai thương vong, thật đúng là một kỳ tích. Dương Khai nhìn những khai thiên cảnh đang lơ lửng trên không, hôm nay hư không địa ta có thể vượt qua ải khó này, đều là nhờ vào chư vị đồng tâm hiệp lực, vất vả cho chư vị rồi. Tông chủ nặng lời, chúng ta đến nay cũng là một phần tử của hư không địa, có kẻ địch đến xâm phạm, đương nhiên phải chống lại. Hư không địa là nhà của chúng ta về sau, chúng ta thể sẽ cùng sống chết với hư không địa, Thề cộng tồn vong với hư không địa. Hôm nay nhà hàng xóm muội tổ chức đám cưới nên ồn ào muội làm hơi chậm, ngày mai muội sẽ cố gắng cải thiện, tập bù muội sẽ làm trong đêm để đăng sáng mai, chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. Hết tập 164 review, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ muội nhé. Nhớ để lại ý kiến bên dưới để muội hoàn thiện hơn ở những video sau ạ. À. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, yêu yêu cả nhà, chu cả mo, Chụt chuột.